Như mọi người cũng biết và cũng như là chưa biết thì dân số Canada hiện tại là xấp xỉ khoảng 40 triệu dân. Hàng năm thì Canada chấp thuận hàng trăm ngàn hồ sơ du học dành cho du học sinh, sinh viên đến từ tất cả các nước trên thế giới. Theo như trang Open Data của chính phủ Canada thì năm 2020 Canada nhận là 220.222 hồ sơ du học. Trong đó, Việt Nam nhận được 3.932 hồ sơ là được chấp thuận. Năm 2021 thì Canada nhận 550.250 hồ sơ du học. Trong đó, Việt Nam được 4.926 hồ sơ được chấp thuận. Và năm vừa rồi là năm 2022 thì Canada nhận lên tới là 738.082 hồ sơ. Và Việt Nam có đến là 8.107 hồ sơ là được chấp nhận. Như vậy, cái hồ sơ du học Canada thì có con số được chấp thuận của Việt Nam cũng tăng dần đều với lại mục tiêu thu hút du học của Canada. Canada có hai chương trình du học là diện du học chứng minh tài chính và diện tiếng Anh. Đối với lại diện chứng minh tài chính thì đây là chương trình tồn tại rất là lâu rồi. Đối tượng thì dành cho tất cả các học sinh từ lớp 1 cho tới lớp 12, lên cao đẳng, lên đại học và thậm chí là lên cao học. Đối với lại diện này thì phụ thuộc lớn vào những chứng minh tài chính từ gia đình, bao gồm chứng minh thu nhập hàng tháng này, tài khoản nhà băng, tất cả các tài sản hiện tại chẳng hạn. Ưu điểm của chương trình này là gì? Học sinh và sinh viên không cần phải có chứng minh tiếng Anh, không có cần phải có bằng tiếng Anh. Nhưng ngược lại, khi mà qua Canada thì phải test lại tiếng Anh, học lại tiếng Anh nếu mà chưa đủ trình độ thì sau đó mới được học vào chuyên ngành. Còn nhược điểm, trong suốt thời gian học tiếng Anh hoặc là các sinh viên học lớp 12 đổ lại thì không được đi làm thêm hợp pháp. Còn đối với lại chương trình du học theo cái diện ngoại ngữ, diện SDS đó, thì được Canada thực thi vào từ năm 2018 cho đến nay. Và đây là cái chương trình được thành lập riêng dành cho 14 nước và trong đó may mắn là có Việt Nam. Đối tượng đó thì dành cho các sinh viên từ cao đẳng, đại học hoặc là học cao hơn. Với diện này thì yêu cầu sinh viên phải bắt buộc phải có ngoại ngữ IELTS từ 6.5 trở lên tổng điểm tổng và không có môn nào là dưới 6 chấm hết và cần là phải đóng trước một năm học. Kèm theo nữa là gửi vào ngân hàng chỉ định thuộc GIC là 10.000 đô Canada. Lợi thế của chương trình này là khi mà mình đáp ứng được đủ các yêu cầu trên rồi thì thường sẽ không bị đánh rớt về mặt tài chính. Sinh viên sẽ vào thẳng chuyên ngành học trực tiếp và nhờ vậy đó có thể vừa đi làm vừa đi học song song khi mà mình mới qua Canada và mới vào chương trình. Và sau khi tốt nghiệp, cả chứng minh tài chính hoặc là diện SDS thì cũng như vậy thôi. Có cơ hội nhận được giấy phép lao động có thể lên tới 3 năm, tùy theo chương trình. Thông thường, nếu mà chương trình học của sinh viên từ 8 tháng cho tới 1 năm, thì thường thường thì họ sẽ nhận được cái giấy phép lao động tương đương là 1 năm. Còn đối với lại chương trình học cao đẳng 2 năm, hoặc là hai cái 1 năm, có nghĩa là hai cái postgrad chẳng hạn, hoặc là từ 2 năm trở lên, thì thường thường sẽ nhận được là 3 năm giấy phép lao động. Còn đối với lại các chương trình định cư hiện tại của Canada cho sinh viên sau tốt nghiệp thì như thế nào? Thường thường sẽ có hai chương trình định cư dành cho sinh viên tại Canada sau tốt nghiệp. Chương trình thứ nhất đó là diện Express Entry, nghĩa là các bạn sau khi tốt nghiệp đi làm 1 năm trong vị trí tier 0, 1, 2, 3. Thứ hai là có tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp CLB5 trở lên, thì các bạn có thể lên hồ sơ tính điểm để chờ rút thăm của tiểu bang hoặc là của liên bang. Chờ đợi để nhận được thư mời sau mỗi lần rút thăm. Nếu mà mình nhận được cái thư mời
thì mình có thể lên hồ sơ để chuẩn bị cho hồ sơ xin định cư. Và diện thứ hai đó là diện non-express entry, hay còn gọi là cái diện định cư tỉnh bang PNP. Canada thì có 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang. Mỗi tỉnh thì sẽ có những cái chính sách thu hút định cư khác nhau. Đối với lại du học sinh Canada đó, thì chính sách định cư theo cái diện tỉnh bang bảo lãnh nha, thì sẽ có nhiều lợi thế hơn so với lại liên bang. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì như vậy, các bạn học và tốt nghiệp tại cái tỉnh đó và sau khi đi làm tại cái tỉnh đó thì tỉnh đó sẽ có những cái chế độ bảo lãnh định cư ưu tiên hơn và thoải mái hơn so với lại chờ đợi rút thăm từ cái express entry của liên bang. Mình đi làm cho tỉnh, mình đóng thuế cho tỉnh. Hồ sơ mà bị đánh rớt thường thường phần lớn thì sẽ rơi vào cái điều khoảng 216 cho đến 220 của luật di trú Canada. Trong đó nó có bao gồm các lý do phổ biến giống như là không đủ tài chính quy định nè, không tin là sẽ quay về sau khi hoàn tất khóa học nè. Tất nhiên đó là các chương trình mà em nói ở trên đó thì phải là dành cho sau khi mà mình đã qua lại Canada và đi làm. Còn lý do tại sao như vậy thì chắc là em sẽ dành riêng một cái video để nói về vấn đề đó, về cái luật của visa officer và của immigrant officer ở trong Canada và ngoài Canada. Mình du học là mình phải chứng minh là mình quay về nước đã. Và một cái lý do khác nữa là có thể bị từ chối là việc học của mình giải trình không có rõ ràng, hoặc là có quá nhiều ràng buộc ở Việt Nam, hoặc là đôi khi Canada nó đủ chỉ tiêu rồi nó có thể thắt chặt hồ sơ lại làm cho các hồ sơ mà mình nộp sau nó sẽ khó hơn trong cái năm đó. Nhiệm vụ của bên em á thì lên hồ sơ và hoàn chỉnh hồ sơ, giảm thiểu hồ sơ rớt, khả năng rớt thấp nhất có thể. Thì khi đó tỷ lệ đậu nó sẽ tỷ lệ nghịch lại, có nghĩa là tỷ lệ đậu nó sẽ tăng dần lên. Đó là một số thông tin mà Ken muốn giải đáp thắc mắc cho những ai mà quan tâm đến hồ sơ du học và định cư Canada. Hẹn gặp lại mọi người vào trong video sau.